Mark One số 1 về Mark. What's up nào cho anh em, Tùng John đây. Sau khi mua một chiếc Mac thì việc đầu tiên mà chúng ta cần làm đó chính là cài những cái phần mềm cần thiết cho cái chiếc máy tính của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp cho các bạn những cái phần mềm mà các bạn cần cài đặt ngay sau khi mua Mac. Phần mềm đầu tiên mà các bạn chắc chắn là phải cài đặt ngay giúp mình đó chính là Android Driver. Đây là một phần mềm giải nén và đây cũng là một cái phần mềm chắc chắn là các bạn phải cài sau khi mua máy hoặc là mới cài lại máy. Android Driver ngoài cái việc cho phép bạn giải nén các cái file zip thì nó còn hỗ trợ cả những cái file dạng RAW hay là RAW có mật khẩu 7Z, TAC rồi là GZIP, BZIP2 cũng như là rất là nhiều định dạng khác. Chứ hết đâu, bạn cũng có thể dùng phần mềm này để xem nội dung ở bên trong những cái file ảnh đĩa, ISO hoặc là bin. Cũng như là cái phần mềm này sẽ cho phép chúng ta giải nén nội dung file thực thi Excel của Windows. Tuyệt vời nhất là đây là một cái phần mềm hoàn toàn miễn phí và các bạn có thể tải trực tiếp nó từ App Store. Cái tên tiếp theo trong danh sách ngày hôm nay đó chính là bộ ứng dụng Microsoft Office, một cái tên đã hết sức quen thuộc và chắc hẳn là mình sẽ không cần phải nói nhiều nữa. Bộ Office cho Mac bản mới nhất sẽ bao gồm những cái phần mềm như là Word, Excel, PowerPoint cũng như là Notes. Giá của Microsoft Office cho Mac thì cũng giống như là bên Windows và cũng cùng đăng ký với lại gói cước ở Office 365. Nếu thích thì bạn cũng có thể mua bản quyền vĩnh viễn. Tuy nhiên khi mà các bạn mua máy tại Mac One thì các bạn sẽ được cài đặt Crack Free. Phần mềm thứ ba mà mình nghĩ các bạn mua Mac cần phải xài đó chính là iStart Menu. Đây là một cái công cụ giúp chúng ta có thể theo dõi tình trạng CPU, GPU rồi là rất là nhiều những cái thông số khác ngay ở trên cái thanh thông báo của Mac OS. Và cái phần mềm này thì nó có một cái giao diện hết sức là trực quan cũng như là đẹp để giúp người dùng có thể theo dõi được những cái chỉ số liên quan đến phần cứng của cái chiếc Mac của chúng ta theo thời gian thực. Phần mềm thứ tư mà mình nghĩ là các bạn cũng cần phải cài đó chính là App Deleter. Đây là một cái phần mềm giúp chúng ta có thể xóa những cái ứng dụng ở trong chiếc máy Mac của chúng ta một cách triệt để nhất. Các cái thao tác cần làm để xóa một cái ứng dụng với App Deleter sẽ bao gồm có là kéo thả cái ứng dụng mà chúng ta muốn xóa vào App Deleter, sau đó phần còn lại là để App Deleter lo. Các bạn chỉ cần một click chuột là có thể xóa được toàn bộ những cái dữ liệu của cái ứng dụng mà các bạn muốn xóa. Phần mềm cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay đó chính là Shazam dành cho Mac OS. Với Shazam ở trên Mac OS thì nó sẽ có khác một chút so với lại Shazam ở trên điện thoại. Đối với lại Shazam ở trên điện thoại thì bình thường khi mà các bạn thấy một cái giai điệu hay thì các bạn phải mở điện thoại ra, các bạn mở Shazam, sau đó các bạn click vào cái nút thì Shazam mới bắt đầu quét để tìm bài hát cho bạn. Nhưng đối với lại Shazam ở trên Mac OS thì nó sẽ hoạt động một cách liên tục, có nghĩa là các bạn sẽ không cần phải bật lên mà cái Shazam này nó sẽ tự động luôn luôn chạy ở trên cái chiếc Mac OS của các bạn. Và khi bất kỳ một cái giai điệu nào nó vang lên thì Shazam tự động quét và phát hiện luôn cái bài nhạc đấy cho các bạn và các bạn sẽ không cần phải cài đặt. Và thực sự cái ứng dụng này cũng rất nhẹ và nó luôn luôn ở trên cái thanh thông báo của Mac OS. Chứ vậy Shazam ở trên Mac OS là nó cực kỳ tiện lợi cũng như là dễ dàng sử dụng. Và trên đây là video giới thiệu với các bạn 5 phần mềm cần phải có khi mà các bạn mua Mac. Và trong những số lần sau thì mình sẽ tổng hợp thêm nhiều phần mềm hay nữa dành cho Mac OS. Nếu các bạn biết được phần mềm gì hay thì các bạn đừng quên để lại một comment ở dưới bên dưới nhé. Nếu thấy video hay và bổ ích đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để bọn mình cũng nhiều kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.